môi hở răng hô. À, trời sáng rồi. Á, một chú bướm đẹp quá. Trời đã sáng rồi. Trời đã sáng rồi. La 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 la. Chốc nào, bạn đi đâu đó? Thỏ trắng đó ạ. À. Mình đang sang khu vườn phía tây nhặt hạt dẻ, bạn có muốn cùng đi không? Nhặt hạt dẻ ư? Hay quá. Nhưng ở mãi khu rừng phía tây hả? Vậy mình không đi đâu. Khi ra khỏi khu rừng này là có nhiều chó sói lắm. Chó sói hả? Mình đi suốt mà có gặp chó sói bao giờ đâu. Mà bạn lo làm gì chứ? Chúng mình đi sớm thế này không có chó sói đâu. Trời đẹp thế này mà không ra ngoài chơi thì thật đáng tiếc. Không, mình không đi đâu. Thôi, bạn đi một mình nhé. Vậy mình đi đây, chào thỏ nhé. Ông sói, xin ông tha cho cháu. Kìa thỏ trắng, sói nào ở đây? Anh Hưu, là anh hả? Anh làm em sợ quá. Đúng là đồ nhát gan. Em, mà anh đang đi đâu à? Em không nhớ bữa tiệc mùa xuân được tổ chức ngày hôm nay ư? Bữa tiệc mùa xuân? À, đúng rồi, em quên mất luôn. Nhưng mà nhỡ gặp sói thì... Thôi, anh Hưu đi một mình nhé. Em không đi đâu. Đi đường mà gặp sói, anh chạy nhanh hơn có thể thoát được. Còn em chắc chỉ chờ chết thôi. Em mắc bệnh sợ chó sói quá đấy thỏ trắng ạ. Cứ như thế này chắc em không bao giờ ra khỏi nhà mất. Vậy thôi, anh đi đây kẻo muộn. Em ở nhà vui nhé. Vâng, anh đi chơi vui nha. Ôi, chán quá đi mất. Ôi, bụng thì đói mà không còn gì ăn hết. Ôi, sói, chó sói. Kìa, thỏ trắng, chó sói nào đâu, là bác gấu đây. Bác gấu, cháu chào bác gấu ạ. Hôm nay trời đẹp, sao cháu không ra ngoài chơi mà lại ngồi ở nhà một mình thế này? Tại cháu sợ chó sói. Chó sói có bộ răng sắc nhọn, cháu sợ. À đúng rồi, cháu có cách không phải sợ chó sói rồi bác gấu ơi. Bác ơi, bác có thể lắp cho cháu hàm răng của chó sói không hả bác? Nếu có bộ răng đó, cháu sẽ không phải sợ chó sói nữa. Hàm răng của sói ư? Nếu lắp hàm răng của chó sói vào, cháu sẽ không còn sợ chó sói nữa chứ. Nhất định là thế ạ. À, bác giúp cháu nha. Cháu không muốn suốt ngày phải trốn chạy loài sói hung hãn đó nữa. Thôi được rồi, ta sẽ giúp cháu. Nhưng chỉ lần này thôi nha. Ơi, cháu cảm ơn bác gấu ạ. À, bác gấu ơi, cứu cháu với. Kìa thỏ trắng, có chuyện gì mà cháu sợ sệt vậy? Bác ơi, cháu nhìn thấy sói. Hả? Cháu có bộ răng của chó sói rồi mà vẫn còn thấy sợ ư? Bác ơi, cháu nghĩ cháu nên có hàm răng của con vật nào khác mà chó sói cũng phải sợ. Hàm răng của sư tử chẳng hạn. Bác ơi, bác giúp cháu một lần này nữa thôi, có được không bác? Tội nghiệp cháu. Thôi được rồi, bác sẽ giúp. Nhưng chỉ lần này nữa thôi nha. Bây giờ ta đã có hàm răng chúa tể của muôn loài. Lão sói nhìn thấy ta sẽ phải hoảng sợ mà bỏ chạy thôi. Nghĩ tới thế thôi là ta đã thấy vui sướng rồi. Sói đâu? Sói ở đâu? Ra đây cho ta xem ai sợ ai nào. Ôi chà, được bữa thỏ non ngon quá. Sói, sói. Con vật gì mà giống sói? Ôi mẹ ơi, cứu con. Loài vật nào mà lạ nhỉ? Hình dáng là con thỏ mà sao hàm răng lại lạ kỳ vậy chứ? Như hàm răng của sư tử vậy. Mà thôi, không liên quan tới ta. Chà chà, cái bụng là cái bụng nơ. Bác ơi, bác có thể giúp cháu lần cuối cùng lắp cho cháu bộ răng của một con vật nào đó hung hãn hơn sư tử được không ạ? À, nhìn thấy sói cháu vẫn thấy sợ lắm. Thỏ trắng, nỗi sợ đã ăn sâu vào trái tim của cháu rồi.
dù cháu có lắp hàm răng khác hay đội lốt của loài vật khác, cháu vẫn sẽ chỉ là một chú thỏ nhát gan thay vì thay đổi hàm răng. Hãy thay đổi trái tim mình cháu à. Đừng mang trái tim của thỏ, hãy mang trái tim của một chú sư tử dũng mãnh. Cháu hiểu không? Dạ, cháu hiểu rồi bác gấu ơi. Mánh của chim ruồi. Ngoài kiếm đồ ăn thôi. Hai quả trứng chim ruồi đúng là món ăn mình yêu thích. Mình phải xử chúng trước khi chim ruồi mẹ đi kiếm ăn về mới được. Nữa chứ, chắc chắn là chim dẻ cùi rồi. Chúng luôn bắt chim non và trứng của họ hàng nhà ta mà. Khổ thật con tôi. Thôi chị đừng buồn nữa. Bao nhiêu họ hàng nhà chúng ta đã chết trong tay chúng. Tôi nghĩ họ nhà chúng ta phải tìm chỗ nào đó kín đáo hơn để làm tổ thôi. Chúng ta cùng làm tổ ở trong cái vách núi đá bên kia thì sao? Cũng được đó, ở đó kín đáo, chắc chúng chẳng thể tìm ra được chúng ta đâu. Vậy thì chúng ta đi báo cho mọi người chuyển tổ thôi. Chim đùi, chúng đang cắt cây khô đi đâu vậy nhỉ? Chắc chắn chúng chọn chỗ khác làm tổ rồi. Mình phải theo dõi mới được. Chim ruồi đỏ, chị đã bệnh xong tổ chưa? Tôi cũng sắp xong rồi đây. Ôi trời, tưởng làm tổ ở chỗ khác mà ta không phát hiện ra sao? Trời ơi, con tôi đâu rồi? Sao thế chim ruồi đỏ? Đám chim dẻ cùi đang ghét, chúng lại cắp mất con tôi đi rồi. Cứ tưởng chọn nơi đây là kín đáo rồi, vậy mà bọn chúng vẫn phát hiện ra. Thật không thể chịu được, tôi phải tìm bọn chúng mới được. Đợi tôi đi với. Nhìn kìa, tổ của dẻ cùi đó, chúng ta đánh xử tội hắn thôi. Cuối cùng hắn cũng bị quả báo. Cũng phải, nhưng hắn còn rất nhiều đồng bọn nữa. Dù chúng ta có làm tổ ở đâu thì chúng cũng sẽ tìm ra thôi. Thế nên tôi nghĩ chúng ta nên làm tổ gần tổ của Diều Hâu. Làm tổ gần tổ Diều Hâu ư? Đúng vậy, giống chim dẻ cùi này rất sợ Diều Hâu. Nơi nào có Diều Hâu, chúng sẽ không dám bén mảng đến gần. Mà Diều Hâu thì chẳng bao giờ ăn thịt họ hàng chúng ta. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ có Diều Hâu là bảo vệ canh tổ vững chắc hay sao? Ừ nhỉ, vậy mà tôi nghĩ không ra. Chúng ta phải tận dụng đặc tính này để bảo vệ mình. Vậy chúng ta cùng về xây tổ lại thôi. Kể từ đó, loài chim ruồi thông minh thường xây tổ bên cạnh tổ của chim diều hâu. Có diều hâu bảo vệ, chúng không còn sợ kẻ thù của mình nữa. Một cho tất cả. Xin chúc mừng chị,
là một cậu bé. Ôi, con yêu của mẹ, có một việc này tôi rất tiếc phải thông báo với anh chị. Cháu bé đã bị mắc bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh. Trời ơi, sao lại có thể như vậy được? Con tôi... Bác sĩ ơi, có thể phẫu thuật được không ạ? À? Cho tới thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nghe nói có cách nào có thể chữa được căn bệnh này. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ các bác sĩ chịu bó tay đầu hàng? Chẳng lẽ suốt đời thằng bé không thể nhìn thấy gì sao? Chúng tôi rất tiếc. Cậu bé không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng tình yêu thương và sự quan tâm của ba mẹ đã làm cho cuộc sống của cậu bé không kém phần phong phú và sôi động. Là một đứa trẻ nên cậu bé vẫn chưa biết mình bị mất đi thứ gì. Các cậu cho mình chơi cùng với. Chúng mình không thích chơi cùng cậu đâu. Vì sao vậy? Vì cậu... Cậu... Cậu đừng buồn, mình sẽ chơi cùng cậu. Vậy sao? Chúng mình chơi bóng đá nhé. Mình sẽ đứng ở đằng kia, còn cậu cứ đứng đó. Nào, bắt đầu nhé. Cẩn thận, quả bóng sẽ rơi trúng vào cậu đó. Trúng vào mình á. Xin lỗi nhé, cậu có đau không? Mình không sao. Thôi, mình phải về đây, mai lại chơi tiếp nhé. Ừ, cậu về nhé. Lạ quá, tại sao bạn ấy lại biết trước quả bóng sẽ rơi trúng mình nhỉ? Mẹ ơi, tại sao bạn Bon lại biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với con? Chiều nay, bạn ấy bảo con cẩn thận, không quả bóng đập trúng. Thế mà quả bóng đập vào con thật. Sao thế hả mẹ? Ôi, con trai của mẹ. Sao mẹ lại khóc? Sao mẹ không trả lời con? Thật tội thằng bé. Có lẽ mình phải cho thằng bé biết sự thật thôi. Không thể giấu mãi được. Nhưng phải giải thích như thế nào cho thằng bé hiểu bây giờ? Được rồi con trai, con hãy đứng dậy. Bây giờ con hãy giơ bốn ngón tay ra để bắt bóng nhé. Tốt lắm. Mẹ muốn con không được quên việc con vừa làm xong. Con có thể bắt quả bóng bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Năm ngón tay này đại diện cho năm loại cảm giác khác nhau của con người: thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác và thị giác. Con khác với những đứa trẻ khác vì con chỉ dùng bốn loại cảm giác, con không dùng đến thị giác. Vậy hả mẹ? Vậy là con không dùng đến thị giác nên không biết được việc gì sắp diễn ra. Con không giống như người bình thường phải không mẹ? Con phải nhớ rằng con vẫn có thể bắt quả bóng bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón tay. Cũng giống như vậy, mặc dù chỉ dùng bốn loại cảm giác, nhưng con vẫn có thể nắm bắt được cuộc sống phong phú và hạnh phúc. Con hiểu rồi, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Nếu con vận dụng được tất cả bốn cảm giác của mình, thì vẫn có thể có một cuộc sống tốt đẹp mẹ nhỉ? Phải rồi, con ngoan của mẹ. Trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn có được sự toàn vẹn về vật chất cũng như tinh thần. Rất nhiều người khi sinh ra đã phải chịu đựng những khiếm khuyết về hình thể. Đừng để điều này biến thành cái cớ để chúng ta trốn tránh cuộc sống, mà nên dùng chúng như là động lực và lý do để giúp chúng ta nỗ lực vươn lên. Thế nào mới là bạn? Tôi chưa từng thấy ở đâu có sự gắn bó như ba vị tướng này. Ừ, đúng thế. Đúng là tình bạn có một không hai. Ba anh em chúng ta cũng phải lựa chọn ra ba dũng tướng chuẩn bị thay thế chúng ta. Các ông đã nhắm ai chưa? Nhanh thật đó. Mới ngày nào chúng ta cũng là những tân binh như họ. Vậy mà giờ đây chúng ta đều sắp già hết rồi. Ai, thật là một thời oanh liệt. Chúng ta đã vào sinh ra tử trên không biết bao nhiêu chiến trường.
chiến trường đã gắn bó ba anh em chúng ta. Tôi vẫn nhớ như ngày đầu chúng ta kết nghĩa anh em, thề sẽ cùng nhau sống chết. Thế mà nay cả ba đã về già, giờ sắp lui khỏi chốn quan trường rồi, ba người chúng ta vẫn cùng nhau đứng đây, thật là một tình bạn đáng tự hào. Nhiều năm sau. Cha ơi, cha uống thuốc đi cho mau khỏi bệnh à. Cha không sống thêm được bao lâu nữa con trai à. Cả cuộc đời cha cống hiến cho triều đình, giờ sắp ra đi, chẳng thể lo gì được cho con. Con hãy cố gắng sống sao cho luôn được người khác yêu mến, có thật nhiều người bạn tốt. Cha ơi, cha là một vị tướng vô cùng dũng cảm và tốt bụng. Cha có rất nhiều những người bạn tốt quanh mình. Con sẽ cố gắng sống theo tấm gương của cha. Đừng thấy ta sông pha giang hồ mà tưởng ta kết giao được nhiều bạn bè. Thật ra, cả cuộc đời ta chỉ kết giao được một người bạn rưỡi. Sao lại một người bạn rưỡi thưa cha? Để hiểu được điều này, con hãy theo lời ta nói. Đi gặp một người bạn rưỡi này, tự nhiên con sẽ hiểu bạn bè là gì. Cậu là ai? Con là con trai của lão tướng Hoàng Trung. Con giờ đang bị triều đình truy sát, việc gấp rút quá nên con tìm tới nhà ngài, mong được ngài giúp đỡ hả? Rồi, có chuyện đó sao? Việc lớn này ta cứu cậu không nổi. Ở đây tài vết bàn trường rất nguy hiểm, ta cho cậu hành lý đủ dùng, cậu vào cao chạy xa bay, cứu lấy tính mạng của mình. Ta đảm bảo không tố giác cậu đâu. Thưa ngài, con không thể làm thế được. Dẫu sao con cũng cảm ơn ngài, con xin phép cáo từ. Ừ hả? Cậu là ai? Sao cậu vào được nhà tôi? Sao trông cậu có vẻ hốt hoảng vậy? Thưa ngài, con là con trai của lão tướng Hoàng Trung. Con giờ đang bị triều đình truy sát, việc gấp rút quá nên con tìm tới nhà ngài, mong được ngài cứu giúp ạ. Hả? Con trai Hoàng Trung sao? Có chuyện lớn vậy sao? Sao con không tới tìm ta sớm hơn? Trầm Võ, con lại đây ngay, cha nói chuyện này. Dạ, cha gọi con. Thưa cha, có chuyện gì mà cha hốt hoảng vậy ạ? Hai con hãy trao đổi quần áo cho nhau, rồi con hãy tìm cách để trốn đi. Còn thông thạo vụ này, chắc chắn là có cách giải thoát. Sao thế con? Nhanh lên chứ. Thưa ngài, ngài đã cho con hiểu thế nào là một người bạn thật sự. Cha con thật may mắn khi có một người bạn như ngài. Cho con xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng. Thì ra là vậy. Trong hoạn nạn, người có thể hiểu rõ phải giữ thân, nhưng không ném thêm một hòn đá vào giếng để hại bạn chỉ được coi là nửa người bạn. Còn người không tiếc hy sinh chính mình và tiếc những gì quý giá nhất để cứu bạn, thì người đó được coi là một người bạn thực sự. Đường về trong tim. Đêm qua chúng ta may mắn quá, được một mẻ lớn. Dạ, giờ ông về nhà nghỉ đi, để cháu mang chỗ cá này giao cho người ta, rồi cháu về ngay. Cháu đi đi ạ. Cháu đi cẩn thận nhé. Dạ, ông yên tâm. Tội nghiệp thằng nhỏ, cha mẹ mất sớm nên nó thiệt thòi quá. Mình thì ngày càng già yếu, không biết còn gắng gượng được tới khi nào. Yeah.
mình ngày một nặng rồi. Tới một lúc nào đó mình không còn nhìn thấy gì nữa thì sao đây? Nhưng dù thế nào mình cũng không được để cho thằng Minh nó biết, nếu không nó lại buồn. Đêm nay sóng dữ lắm, cháu ở nhà thôi, một mình ông ra khơi là được rồi. Nếu sóng lớn quá thì ông sẽ về sớm. Không, không đâu ông, cháu phải đi cùng ông. Cháu không để ông đi một mình được. Hôm nay chúng ta không gặp may rồi. Cháu đã quăng hai mẻ lưới rồi mà chưa bắt được gì. Ông e rằng đêm nay có gì không ổn. Loài cá rất thông minh, chúng có thể biết được khi nào biển động và sẽ rủ nhau đi lánh hết. Ông ơi, chẳng lẽ chúng ta sắp gặp bão? Không nghi ngờ gì nữa, sắp có bão rồi. Chúng ta mau thu lưới rồi quay về thôi. Dạ, cháu làm ngay. Ông ơi, cháu không xác định được phương hướng nữa. Nguy to rồi, biết hướng nào mà về đây? Ông ơi, ông cẩn thận kẻo ngã. Chiếc đèn đâu? Sóng cuốn mất chiếc đèn bão của chúng ta rồi ông ạ. Ông ơi, giờ làm sao chúng ta tìm được phương hướng nữa đây? Cháu sợ lắm. Cháu đừng sợ, cháu mau chui vào trong thuyền đi. Mọi chuyện để ta. Không được đâu ông ơi, cháu biết hết mọi chuyện rồi. Cháu biết mắt ông không nhìn rõ nữa, ông làm sao tìm được đường về chứ? Ông hãy để cháu thử xem. Cháu đừng lo, ta biết sẽ phải làm thế nào. Cháu cứ yên tâm, mình không thể bỏ cuộc được. Không thể, không thể. Ông ơi, sắp tới bờ rồi. Cháu nhìn thấy đèn rồi mà. Vậy sao? Sắp tới bờ rồi sao? Ông ơi, may quá, chúng ta thoát khỏi cơn bão rồi. Trời tối như vậy, đèn thì không có, mắt ông lại kém, sao ông lại có thể xác định được phương hướng vậy? Bởi vì trong lòng ta có một ngọn đèn. Đó chính là ngọn đèn của tình yêu thương, cháu trai của ta ạ. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta mất phương hướng, gặp khó khăn, có những lúc nản lòng, nhưng nhất định không để mất đi ngọn đèn trong tim. Nếu ngọn đèn trong tim vẫn sáng, chúng ta sẽ luôn được nó soi sáng dù có đi tới đâu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.